Chàng trai này trong lúc leo núi, bởi vì chiếc lan can bên cạnh đột nhiên bị gãy, mà bất ngờ rơi xuống vực thẳm. Đợi anh lần nữa tỉnh lại, phát hiện chân tay mình đã bị trói lại, hơn nữa trước mặt còn có em gái đang thèm nhỏ dãi anh. Nhan Hoa lúc này lấy ra con dao sau lưng, ngay lúc Tô Bạch tưởng mình sắp chết, Nhan Hoa lại vung dao chém đứt sợi dây thừng trên tay anh. Tô Bạch mặt đầy nghi ngờ, chuyện gì thế này? Nhan Hoa quay đầu nói một đống những lời Tô Bạch nghe không hiểu. Lúc này Tô Bạch phát hiện trên người Nhan Hoa thế mà có sừng và đuôi. Lúc này anh mới ý thức được mình xuyên không rồi. Không được, mình phải bình tĩnh, phải quan sát tình hình xung quanh một chút mới được. Tô Bạch quan sát xung quanh, cho rằng đây là nơi vô cùng lạc hậu. Anh đứng dậy đi ra bên ngoài, phát hiện bên ngoài toàn là người bán thú. Lúc này một người đàn ông cao to vạm vỡ đến trước mặt anh, nói một câu anh nghe chẳng hiểu mô tê gì. Nhan Hoa lúc này đi đến bên cạnh người đàn ông lực điền thì thầm gì đó. Nói xong Nhan Hoa ở đằng sau đẩy anh, dường như muốn đưa anh đến một nơi nào đó. Nhan Hoa đưa Tô Bạch đến trước một ngôi nhà kỳ quái. Người đàn ông dùng tay chỉ vào căn nhà, dường như có ý muốn anh vào trong đó. Chỉ thấy trong nhà có ba người bán thú và một ông già. Tô Bạch lúc này đến trước mặt ông già, trong mắt ông già đột nhiên phát ra ánh sáng xanh, chớp mắt hai người đã tiến vào một không gian kỳ lạ. Ông già hỏi, cậu có thể nhìn thấy ngọn lửa trước mặt không? Tô Bạch hơi kinh ngạc, bản thân vậy mà có thể nghe hiểu lời ông già nói. Cậu sở dĩ có thể nghe hiểu ngôn ngữ của chúng tôi, là vì vừa nãy tôi đã chuyển ngôn ngữ của chúng tôi vào trong linh hồn cậu. Ông già lần nữa lại hỏi cậu có nhìn thấy ngọn lửa trước mặt không? Tôi hình như có thể thấy ngọn lửa ở trước mặt. Nghe thấy đáp án, ông già liền giải trừ không gian thần thức. Ông lấy quyền trượng chỉ vào Tô Bạch, tuyên bố Tô Bạch chính là pháp sư kế nhiệm. Những người xung quanh nghe thấy vậy hơi kinh ngạc. Người sói tỏ ý, để một thằng nhãi làm pháp sư thật sự không có vấn đề gì sao? Tộc trưởng nói rằng mình tin tưởng vào sự lựa chọn của pháp sư già. Tô Bạch cả mặt ngơ ngác, bản thân vậy mà bất ngờ sắp làm pháp sư rồi. Chàng trai trước mặt này ngoài ý muốn xuyên không đến thế giới nguyên thủy. Anh vừa xuyên không đến, liền bất ngờ trở thành pháp sư kế nhiệm. Sau khi lão pháp sư tuyên bố Tô Bạch là pháp sư kế nhiệm, Nhan Hoa lúc này kéo Tô Bạch ra ngoài. Người bán thú biết được bộ lạc sắp có pháp sư mới, đều vui đến chảy cả nước mắt. Tô Bạch hỏi Nhan Hoa, dễ dàng để tôi làm pháp sư thế thật sự ổn sao? Nhan Hoa bĩu môi tức giận nói, pháp sư nói sao thì anh chính là thế đó, không ai có thể phủ quyết sự lựa chọn của pháp sư. Cha tôi nói với tôi, khoảng thời gian tiếp theo này sẽ do tôi chăm sóc anh. Anh muốn biết gì thì cứ hỏi tôi. Tô Bạch nói, trước hết cô kể cho tôi tình huống cụ thể của bộ lạc và địa vị trong bộ lạc làm thế nào để phân biệt đi. Bộ lạc của chúng tôi gọi là Nhan Long, đồ đằng cũng gọi là Nhan Long. Địa vị cao nhất trong bộ lạc chính là pháp sư, tiếp đến là tộc trưởng, thấp hơn nữa là các thợ săn, cuối cùng là chiến binh bảo vệ đồ đằng và người bình thường. Nói đến đây biểu cảm của Nhan Hoa bỗng trở nên bi thương. Hóa ra trước đây họ sống trên mảnh đất tổ tiên màu mỡ. Ở mảnh đất tổ tiên mọi người mỗi ngày đều có thể ăn no. Thuở đầu chúng tôi là bộ lạc lớn với hơn 300 người. Nhưng ngày đó cũng đến, phá vỡ tất cả sự yên bình này. Bộ lạc của chúng tôi bị bộ lạc Hắc Xà nhìn chúng. Chúng tấn công vào bộ lạc của chúng tôi, phóng hỏa giết người cướp của, còn chiếm lấy bộ lạc của chúng tôi. Chỉ có một số ít người là chạy thoát khỏi bộ lạc. Cứ nói tiếp, nước mắt của Nhan Hoa không kìm được mà rơi xuống. Tôi nhất định phải mạnh hơn nữa, báo thù cho mọi người, rồi lấy lại mảnh đất tổ tiên. Sau một hồi, Nhan Hoa điều chỉnh lại cảm xúc, đưa Tô Bạch dạo một vòng quanh bộ lạc. Tô Bạch phát hiện tình hình trong bộ lạc rất nguy cấp. Đa phần người ở đây đều suy dinh dưỡng, có lẽ là do vấn đề thiếu lương thực gây ra. Hơn nữa hoàn cảnh sống của họ cũng rất kém, nếu cứ như vậy rất dễ bị nhiễm bệnh khuẩn, nếu như bùng phát thì nguy to. Tô Bạch vô cùng khổ não, mở màn này của mình rõ ràng là độ khó level mắc mà, nên bắt đầu thay đổi ở phương diện nào mới tốt đây. Hệ thống hiển thị hệ thống viện trợ sinh hoạt hàng ngày đã khởi động, một màn hình hệ thống bỗng xuất hiện ngay trước mặt Tô Bạch. Mình đã biết thân là một người xuyên không, sao có thể không có hệ thống chứ? Tô Bạch hỏi hệ thống, hiện giờ mày có chức năng gì? Hệ thống trả lời, hiện giờ chỉ có chức năng điểm danh. Mỗi ngày điểm danh có thể nhận được một gói viện trợ sơ cấp. Mỗi lần điểm danh có tỷ lệ là 1% nhận được gói viện trợ trung cấp, cũng có 0.1% nhận được gói viện trợ cao cấp. Mỗi tháng điểm danh đúng giờ tất nhận được một gói viện trợ trung cấp. Mỗi năm điểm danh ít nhất sẽ nhận được một gói viện trợ cao cấp. Tô Bạch cạn CMN lời luôn, hệ thống nhà mày cũng hãm ghê, một năm sau chúng tao đều gầy thành da bọc xương rồi. Tập này Nhan Hoa thế mà muốn sống chung với Tô Bạch. Mới vừa nãy thôi, khi Tô Bạch đang nhìn màn hình hệ thống, Nhan Hoa vẫn luôn ở bên cạnh gọi Tô Bạch, nhưng Tô Bạch lại không có phản ứng gì. Tên nhãi nhà cậu có nghe tôi nói gì không? Tô Bạch liên tục giải thích, bản thân vừa nãy không cẩn thận thất thần, thật là ngại quá. Nhan Hoa tức giận nói, chúng ta giờ đi nghỉ ngơi chút đi. Sau một lúc, Tô Bạch đã vào trong nhà Nhan Hoa. Tô Bạch hỏi, tối nay tôi phải ở đây à? Nhan Hoa xấu hổ nói, đêm nay có lẽ cậu phải ở đây rồi. Tô Bạch đã mệt cả một ngày, trực tiếp nằm lên giường. Đột nhiên Tô Bạch ngửi thấy một mùi hương kỳ lạ, mùi này hơi giống sữa bò, ngửi có vẻ khá ngon đây. Nhan Hoa lúc này đột nhiên lao về phía Tô Bạch, miệng còn nói không được làm loạn đồ của tôi. Cứ thế Nhan Hoa trực tiếp ngồi lên người Tô Bạch. Tô Bạch hỏi tại sao không được động vào đồ ở đây. Bởi vì đây là nhà tôi. Tô Bạch lúc này mới ý thức được,
bản thân vậy mà lại phải ở chung với cô em này. Mặc dù cô có sừng và đuôi, nhưng vóc dáng và khuôn mặt khá là ổn. Nhan Hoa bỗng nhéo mặt Tô Bạch, nói rằng mình phải ra ngoài tuần tra, cậu đừng có động bừa vào đồ của tôi đấy. Nói xong cô liền ra ngoài tuần tra. Sau khi Nhan Hoa đi, Tô Bạch mở màn hình hệ thống lên, nhận phần thưởng điểm danh ngày đầu tiên. Hệ thống hiển thị, ký chủ nhận được thuật trị liệu cấp 1. Tô Bạch hỏi thuật trị liệu này làm sao để thăng cấp. Ngài có thể dựa vào độ thông thạo được tích đầy là có thể thăng cấp. Ngài có thể mở bảng thông thạo của nhân vật để tra cứu độ thông thạo. Tô Bạch mở bảng thông thạo xem một lần, phát hiện bản thân vậy mà đang trong trạng thái sức khỏe kém. Muốn tồn tại ở xã hội nguyên thủy, trạng thái sức khỏe kém không ổn tẹo nào, mình phải dành thời gian luyện tập một chút mới được. Bên này, pháp sư và tộc trưởng dường như đang thảo luận gì đó. Tộc trưởng hỏi pháp sư, đứa trẻ Tô Bạch này lai lịch bất minh, thật sự có thể làm pháp sư sao? Thời gian của ta không còn nhiều nữa, ngoài Tô Bạch ra, trong bộ lạc không có người nào có thiên phú làm pháp sư cả. Đang nói dở, pháp sư đột nhiên ho kịch liệt, pháp sư thấy vết máu trên tay, cảm thấy mình không còn cầm cự được mấy ngày. Tộc trưởng hơi tự trách, nếu không phải chúng tôi quá yếu, ngài cũng sẽ không bị người bộ tộc Hắc Xà đả thương căn nguyên. Được rồi, cậu cũng đừng lo lắng quá, tiếp theo quan trọng nhất là nghi thức thừa kế 3 ngày sau. Chúng ta vẫn chưa điều tra rõ thân thế của Tô Bạch. Lỡ đâu cậu ta là người của bộ lạc Hắc Xà thì phải làm sao? Cậu không cần lo lắng, ta đã quan sát qua linh hồn cậu ta không có bất kỳ vết nhơ nào. Cậu ta rất có thể là người đến từ đại bộ lạc trong truyền thuyết. Hơn nữa, đời sau của pháp sư bình thường đều có thiên phú kinh người, cậu phải bồi dưỡng thêm vài pháp sư mới được. Xin hãy yên tâm, tôi biết nên làm thế nào. Cuộc trò chuyện kết thúc, tộc trưởng vừa bước ra ngoài, phát hiện Nhan Hoa đang ở ngoài cửa nghe lén. Nhan Hoa liên tục giải thích, cô chỉ là đi ngang qua mà thôi, chưa nghe thấy gì cả. Tộc trưởng nắm lấy bả vai Nhan Hoa, nói với cô có nhiệm vụ quan trọng cần giao cho con. Nghe thấy là nhiệm vụ quan trọng, Nhan Hoa tức thì phấn chấn hẳn lên. Tộc trưởng sau một hồi trầm mặc, liền nói ra nhiệm vụ, con phải giao phối với người truyền thừa của pháp sư, cũng chính là càng sinh nhiều con càng tốt. Nhan Hoa nghe thấy những lời này, lập tức sững sờ ngay tại chỗ, người cha này thế mà lại bảo con gái mình sinh con cùng nam chính, hơn nữa còn nói sinh càng nhiều càng tốt. Nhan Hoa nghe xong bỗng chốc nổi giận, con đã từng nói, con sẽ chỉ gả cho người có thể đánh bại con, cái dạng nhỏ nhắn xinh xắn như cậu ta, con mới không thèm gả cho cậu ta, trong bộ lạc người có thể đánh bại con chỉ đếm trên đầu ngón tay. Con làm như vậy không phải muốn mạng cậu ta sao? Con cũng là cô gái lớn rồi, cũng nên sinh vài đứa trẻ rồi. Nhan Hoa một lòng chỉ muốn trở nên mạnh hơn, báo thù cho tộc nhân đã hy sinh, căn bản không nghĩ đến chuyện sinh con đẻ cái. Nhan Hoa còn làm mặt quỷ với tộc trưởng, sau đó lập tức chạy mất. Tộc trưởng ở đằng sau đuổi thế nào cũng không lại. Pháp sư trong nhà nghe thấy hai người ầm ĩ, không kìm được mà bật cười, ta thật muốn nhìn thấy các cháu từ từ lớn lên, đáng tiếc thời gian của ta không còn nhiều nữa rồi. Sáng sớm hôm sau, Tô Bạch bước từ nhà ra, liền cảm thấy bên ngoài lạnh ơi là lạnh. Tối hôm qua vì xung quanh nhà có mấy cái lỗ lớn, gió thổi vào khiến Tô Bạch run cầm cập, cả tối đều không ngủ ngon. Nhan Hoa lúc này chậm rãi bước đến, Tô Bạch thấy Nhan Hoa đã đến, bảo cô đi tìm một rơm về. Nhan Hoa lúc này cả mặt thẹn thùng, trong đầu Nhan Hoa lúc này toàn là cảnh tượng sinh hoạt sau khi cùng Tô Bạch sinh con. Nhan Hoa bỗng điên cuồng vỗ vào lưng Tô Bạch, Tô Bạch mặt đầy kinh ngạc, cô em này hôm nay bị sao thế? Tại sao vô duyên vô cớ đánh mình? Nhan Hoa lúc này mới nhớ ra, Tô Bạch vừa nãy hình như bảo mình đi lấy rơm. Nhan Hoa tức giận nói, hiện giờ tôi đưa cậu đi, cậu qua đây với tôi. Tô Bạch vất vả đứng lên đi theo sau Nhan Hoa. Tô Bạch lúc này mới chú ý đến hai đứa trẻ bên kia, khi ngủ đã bị lạnh đến phát run. Tô Bạch hỏi Nhan Hoa, chúng đều đã lạnh thành như này rồi, tại sao không tìm thứ gì đắp lên? Đa số mọi người trong bộ lạc chúng tôi không có nhà, hơn nữa lông thú cũng rất quý hiếm, phải tự mình săn nó mới được. Tô Bạch thấy hai đứa trẻ có chút đáng thương, liền lấy một ít rơm đắp lên người hai đứa nhỏ. Nhan Hoa hỏi Tô Bạch, cậu vì sao phải làm vậy? Cậu là người thừa kế của pháp sư, còn quan trọng hơn chúng nhiều. Tô Bạch nói những đứa trẻ này cũng quan trọng như vậy. Trong lòng Nhan Hoa nghĩ, tên này không giống trong tưởng tượng của mình lắm. Lúc này trên đỉnh núi có người hét lớn.